Video hôm nay hướng dẫn anh em cách căn chỉnh góc vuông khi máy chạy lệch giữa hai bên trục Y. Bước 1 là anh em tháo ốc ở hai bên đầu vai trục Y liên kết với lại hộp X. Tháo lỏng anh em nhé. Tháo lỏng này. Tháo lỏng nha. Và bên này tương tự. Anh em tháo lỏng ra. Bước thứ hai, anh em mở tủ điện. Anh em tháo chân điều khiển của một trục Y ra. Giả sử như là lệch bên Y2 lệch so với Y1 là Y2 đang ăn dài hơn so với Y1 là 2 ly. Thì bây giờ anh em rút chân điều khiển của Y2 ra và quay trở về màn hình. Anh em đặt bước Y2 đang dài hơn Y1 là 2 ly, tức là Y2 đang thấp hơn Y1. Thì anh em để về bước nhảy 1mm. Và anh em đẩy Y1 xuống 2 lần là 2 ly. Sau đó anh em khóa lại. Khóa hai bên hộp X với vai Y lại, chặt lại như ban đầu nhà máy. Vậy là quá trình căn chỉnh góc vuông đã kết thúc. Mọi thông tin tư vấn máy và phần mềm xin vui lòng lại số là 0985 324 662. Xin thành cảm ơn.